Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cesare thuộc quyền Philippe. Dọc đường người hỏi các ông rằng: người ta bảo thầy là ai? Các ông đáp là: thưa, là Gioan Tẩy Giả. Một số khác bảo là Elia. Một số khác lại cho là một trong các tiên tri. Bấy giờ người hỏi: còn các con bảo thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp: thầy là Đấng Kitô. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về người với ai cả. Và người bắt đầu dạy các ông biết con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ lão, các thượng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo người lui ra mà can trách người. Nhưng người quay lại nhìn các môn đệ và của trách Phêrô rằng: Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa mà chỉ biết việc loài người. Người tập hợp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán: ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Quả thật ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì phúc âm thì sẽ cứu được mạng sống mình. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, bản văn tin mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta hai câu hỏi. Tại sao Đức Giêsu Kitô lại hỏi các môn đệ: các con bảo thầy là ai? Và sau khi đã xác định được thì Ngài lại cấm các tông đồ không nói. Ở đây chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu có rất nhiều danh xưng mà người ta gán cho Ngài khi Ngài đi loan báo tin mừng. Người ta cho Ngài là con vua David, người ta cho Ngài là con Thiên Chúa. Chúng ta thấy những cái người mà muốn Chúa Giêsu làm phép lạ đó, anh mù gọi lạy con vua David xin thương xót con. Rồi có người thì cho là một tiên tri, có người thì gán cho Chúa Giêsu là một rabbi Do Thái. Tất cả những danh xưng ấy người ta gán cho Chúa Giêsu đều đúng, nhưng hình như những danh xưng ấy vẫn chưa lột hết được cái sứ mạng của Chúa Giêsu. Và ngày hôm nay Ngài hỏi các tông đồ: các con bảo thầy là ai? Sau nhiều năm đi theo Ngài, ở với Ngài, ăn uống, chia sẻ sứ mạng, cùng đi loan báo tin mừng, rồi Ngài cũng đã sai các ông đi loan báo tin mừng, thế bây giờ các ông xác định Ngài là ai? Cái danh xưng nào đúng nhất, chính xác nhất mà đi vào trong sứ mạng của Ngài? Phêrô nói Ngài là Đấng Kitô. Đây là danh xưng mà Chúa Giêsu nhận. Bởi lẽ Đức Kitô có nghĩa là Messiah. Mà Messiah thì là phải chấp nhận điều mà Chúa Giêsu nói ngay đằng sau ấy. Ngài mặc khải cái sứ mạng của Kitô, của Đấng Messiah là gì? Là chịu đau khổ, bị các kỳ lão, thượng tế, luật sĩ chối bỏ, giết đi và sau ba ngày sống lại. Đó là sứ mạng, đó là con đường mà Đấng là Kitô phải đi vào con đường. Danh xưng này hợp với Đức Giêsu. Và từ đó Chúa Giêsu cấm không cho các tông đồ nói cái danh xưng này với nhân loại, với dân Do Thái. Tại sao cấm? Là bởi vì trong quan điểm của người Do Thái lúc đấy, Đấng Messiah phải là Đấng Messiah
giải phóng dân tộc Do Thái khỏi áp bức của đế quốc Rôma. Có nghĩa là đấng Messia này phải là đấng Messia chính trị, đấng Messia lật đổ Philato, lật đổ Hê-rô-đê để rồi làm vua, thống trị và thống nhất đất nước Do Thái. Họ mong chờ đấng Messia đấy. Và cái ao ước của dân chúng ngược lại với cái sứ mạng của Đức Giê-xu. Cho nên Đức Giê-xu cấm không cho các ông tiết lộ Ngài là đấng Messia, là Kitô. Kẻo dân Chúa, dân chúng Do Thái sẽ hiểu lầm về cái danh xưng này của Đức Giê-xu. Và sau đó để khỏi hiểu lầm, chúng ta thấy Chúa Giê-xu dẫn các tông đồ đi sâu hơn vào trong cái con đường sứ mạng của đấng Messia, đón nhận đau khổ, đón nhận sự chối bỏ, sự vu vạ, cáo gian, cuối cùng bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Marco ghi rất rõ, Ngài công khai tuyên bố các điều ấy. Ở đây chúng ta thấy một cái nét rất riêng của Phêrô này. Ông ấy can Chúa Giêsu: Thầy không có phải như vậy đâu. Kéo Chúa Giêsu. Phêrô không chấp nhận một Messia như Chúa Giêsu nói. Đón nhận đau khổ, cái chết, bị người ta chối bỏ và phục sinh. Như vậy Thánh Phêrô sợ cái vai trò Messia mà sau khi Chúa Giêsu đã hoàn tất, mình cũng phải hoàn tất như Chúa Giêsu. Và vì vậy, khi một người nào cản cái con đường của đấng Messia hay đi ngược lại với sứ mạng Messia là Satan. Chúng ta thấy đây một cái điều rất quan trọng của Chúa Giêsu. Ai cản đường cái sứ mạng của Chúa Giêsu với cái vai trò là Kitô, là Messia, và ai không đi vào con đường đấy là Satan. Phêrô: Satan hãy lui ra ngoài. Và từ đó Chúa Giêsu dẫn dân Do Thái đi vào con đường này bằng một lời khuyên, một lời mời gọi, và đó cũng là một lời đòi hỏi: ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Theo Đức Giêsu Kitô là đi vào con đường của Ngài, con đường mà Ngài tuyên bố đấy, con đường mà Ngài nói là Ngài sẽ bị chối bỏ, bị vu cáo, bị đánh đập, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng đang mời gọi chúng ta đi vào con đường của Đức Giêsu Kitô, con đường Messia. Chúng ta có đón nhận cái cung cách sống của Chúa Giêsu hay không? Chúng ta có đi vào con đường của Ngài để chúng ta chấp nhận bị loại bỏ, bị vu vạ, bị cáo gian, bị giết chết, bị trần truồng như Chúa Giêsu trên thập giá? Và kết cục của tất cả những cái điều này là gì? Là sống lại. Nếu không có con đường kia, không có vu vạ, không có cáo gian, không có giết chết, không có đánh đòn, không có chịu sỉ nhục, thì chắc chắn không có sự phục sinh. Và vì vậy cho nên ngày hôm nay tôi mời gọi mọi người cùng tôi bước vào con đường của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng Messia, thì chúng ta phải đón nhận cái con đường đi của Ngài. Chúng ta phải đi vào con đường của Ngài. Nếu một đôi khi chúng ta bị bỏ và cáo gian, nếu một đôi khi chúng ta bị anh em của mình xỉa xói, nếu một đôi khi người ta bảo mình rằng mày ham chức ham quyền,
Nếu một đôi khi người ta bảo mình, người ta sỉ nhục mình, khi mình hăng say trong đời sống hoạt động tông đồ, người ta xỉa sói bằng mọi cách, đón nhận như Đức Giêsu Kitô, và thậm chí người ta còn đóng đinh mình bằng lời nói, bằng vu cáo, bằng đủ mọi thứ. Đón nhận Đức Giêsu Kitô chỉ sỉ nhục và khiêm nhường, để rồi chúng ta có cái chết như Ngài và được phục sinh. Mà nếu chúng ta không đón nhận con đường này của Đức Giêsu Kitô, thì chúng ta trở thành như Phêrô đã cản bước chân của Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu gọi đó là Satan. Nếu chúng ta không đi vào con đường của Đức Giêsu Kitô, con đường của khổ giá, con đường của cái chết trần truồng nhục nhã, thì chúng ta không thể có sự phục sinh. Tôi mời gọi mọi người trong đời sống thường nhật của chúng ta, có quá nhiều điều chúng ta đã bị bỏ và cáo gian, chúng ta bị sỉ nhục, xỉa sói bởi anh em mình, chúng ta bị người ta vu cáo nhiều chuyện, chúng ta bị đóng đinh bằng lời nói thâm độc của anh em chúng ta, nào là nguyền rủa, nào là chửi bới, nào là la mắng. Cái đó là cái mà Chúa Giêsu đã chịu, đã nhận. Ngài không nói, Ngài đón nhận trong yêu thương, Ngài đón nhận trong tha thứ, để rồi Ngài có sự phục sinh. Thì chúng ta như Đức Giêsu Kitô, một đôi khi chúng ta có rơi vào tình trạng của Đức Giêsu Kitô, là chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đang đi vào con đường Messiah của Đức Kitô, và chúng ta đang từng bước để tới đích điểm cuối cùng mà Ngài đã dọn chỗ cho chúng ta trên nước trời. Xin xác cùng nhau xác tín điều đấy, để đừng buồn phiền chống cự lại một khi chúng ta bị bỏ và cáo gian, một khi chúng ta bị đóng đinh bằng chính lời xỉ vả của anh em mình. Đón nhận trong niềm vui, trong tha thứ, trong yêu thương, vì chính bậc thầy của chúng ta Đức Giêsu Kitô đã đón nhận điều ấy để mang lại ơn cứu độ. Và chính chúng ta khi đón nhận những điều ấy như Đức Giêsu Kitô, chúng ta cũng được cứu độ bản thân mình và cứu độ anh em của chúng ta, kể cả cứu độ những người xỉa sói, hận thù, vu cáo và đóng đinh chúng ta nữa.